chào mọi người, rất vui khi mọi người lại quay trở lại kênh của Oli Japan, cuộc sống ở Nhật. Thì hôm nay mẹ con mình không đi ra ngoài để quay vlog được, vì là ngày mai mình có lịch hẹn là cho gặp các cái cặp vợ chồng người Việt ở bên này nè, cho Todai có bạn á. Bạn ở bên này Todai rất là buồn vì là không có bạn á, thì chơi với trẻ con người Nhật thì Todai cũng không có. Cho nên là mình phải cố gắng kiếm những cái bạn ở bên đây để cho tôi đây chơi. Con không thích cái bạn đấy đâu. Con chưa gặp sao con biết là con không thích. Con không thích bạn đâu. Con chưa gặp sao con biết là con không thích. Ở Việt Nam mình á, mình thấy Trấn Thành có review là chùm nho mẫu đơn 2,9 triệu á. Thì mình không biết sao mà ở Việt Nam mắc như vậy, hết hồn luôn. Bên này thì chắc có lẽ là cái tiền vận chuyển về nó mắc mọi người. Chứ bên này thì mình mua cái chùm này là cái chùm nhỏ. Thì ngồi im rồi tôi đây. Để mày lột cho. Cái chùm này chùm nhỏ thì nó có 680 cho đi 700 yên đi. Thì chùm này là 140 ngàn. Còn nó có chùm lớn là 2,4 triệu á mọi người. Là tầm cũng khoảng 500 ngàn thôi. Về Việt Nam đến 2,9 triệu thì nó cũng gọi là quá mắc, quá xa xỉ đúng không? Nếu mà ở Việt Nam thì chắc mình cũng không dám ăn chùm nho 2,9 triệu đâu. Nhưng mà tại vì bên này thì với cái thu nhập bên này thì vẫn gọi là vẫn dám ăn nha mọi người. Nhưng mà không phải là ăn nhiều, vì là nói chung là nó cũng mắc hơn những cái thứ khác. Nhưng mà vì là tôi lại thích ăn á, con cứ ăn cái gì. Bên này thì thường là nhà mình á, theo cái kinh nghiệm nhà mình thì nhà mình ăn trái cây theo mùa mọi người ạ. Mình sẽ ăn theo cái mùa nào thì mình ăn thức nấy. Thì nó rẻ, ngồi im cho mẹ nói chuyện chút nào. Ngồi xuống ấy, để xuống nào. Thì mùa này đang là mùa táo với lại hồng với lại quýt. Thì quýt hiện tại bây giờ rất là rẻ. Một thùng gần như là 30 trái lớn luôn thì chỉ có tầm 1 sen. Hoặc là có nơi bán có 779 yên, là tầm khoảng là dao động là từ 140 đến 200 ngàn. Cái hôm bữa mình đi siêu thị Abita, cái mình thấy có lê ổi á mọi người. Cũng rẻ lắm, 3 trái có 298 yên thì mình thấy rẻ quá thì mình mới mua. Sẵn tiện ngồi đây ăn review cho mọi người luôn. Còn cái hồng thì hồng này là không phải hồng hôm bữa mình hái đâu mọi người, hồng này hồng mua. Nó có hai loại, hồng này loại này là cái trái hồng này là một loại hồng không hạt. Nó cũng giống ở Việt Nam mình á. Nhưng mà trái được cái là trái cây bên này á mọi người, ăn yên tâm lắm. Có nghĩa là mình ăn mình không có sợ bị gọi là ngộ độc giống như là ở Việt Nam mình. Còn cái nho mẫu đơn này là rất là thơm và giòn. Mày đang quay phim cái này hả? Thế tôi đây có nói chuyện gì với mọi người không? Mày đang quay phim hả? Thế tôi đây nói chuyện gì với mọi người đi. Ẩm đi. Không có ẩm đâu, ngồi đây đi nha. Đây lột nho cho ảnh ăn nè. Đây đang lột đây. Ví dụ cái hũ này đi. Ăn ngọt có thơm nữa giờ mọi người. Nó có cái vị thơm Nhật chân. Bên Nhật này thì nó có nho mẫu đơn này là nho ở Nhật trồng thôi, mà một số loại khác và cũng có nho nhập ở bên Mỹ và các nước châu về nữa. Thì cái nho nhập nó rẻ hơn mọi người. Nho mà nhau mà của nước Nhật nó trồng thì mắc lắm. Nó rất là ngọt và thơm. Nay á thì bắt con mẹ nói chuyện chút nha. Hôm nay á thì mình muốn kể cho mọi người nghe về cái thu nhập của một cái bà mẹ bỉm sữa ở bên này, là điển hình là mình và một số cái phụ nữ Nhật. Thì đây là mình chia sẻ theo những cái gì mà gọi là mình biết thôi nha. Tại vì là nhiều khi là có những người sẽ có những cái mức thu nhập khác nhau. Mình chỉ nói là trường hợp của mình với những cái mẹ bỉm sữa ở bên này. Thì nhiều khi là có nhiều người không biết. Thì hôm nay thì mình tiết lộ cho mọi người biết luôn là cái mức thu nhập của mình. Thì một tháng á, là nếu mà mình làm mà gọi là full thời gian đó mọi, từ một tuần đầu tiên là phải nói là cái tư cách visa của mình, cái tư cách visa của mình là chỉ được làm một tuần là 28 tiếng. Thì
một tuần 28 tiếng. Vậy thì cái lương của mình làm là 1 cent một giờ mọi người, 1 cent là 200 ngàn một giờ. Nếu như mà mình làm đầy đủ full luôn á thì là một tháng mình sẽ được 11 mang 2 cent. Nhưng mà vì ở cái quán của mình làm á thì người ta cũng không có nhận mình đến là 28 tiếng đâu mọi người. Họ chỉ đến là 25 tiếng thôi. Rồi họ cũng sợ là nhiều khi mình làm bị quá giờ á, cho nên là họ không có dám nhận như vậy. Thì mình làm có tháng nhiều, có tháng ít. Có tháng thì được 9 mang, có tháng 9 mang thì khoảng 18 triệu Việt Nam nữa. Có tháng thì con bệnh con đau á cũng có 5-6 man à. Rồi có tháng thì được 7 man. Nếu mà mình cộng trung bình lại thì mỗi tháng mình làm được 7 man là tầm 14 triệu thì Việt Nam mình á. Mình làm một ngày 5 tiếng mọi người. Thì cái mức thu nhập này á, nó cũng giống mà của du học sinh nha mọi người. Vì cái tư cách visa của du học sinh cũng được đi làm một tuần là 28 tiếng. Thì đây là cái gọi là cái thu nhập của mình. Thì còn tùy thuộc vào là mọi người làm có làm được những cái chỗ mà không cần khai báo thuế á, là gọi là nhận lương tay làm thêm á, thì mình không biết. Còn mình là nhận lương theo thẻ. Hàng tháng thì công ty sẽ chuyển tiền vô thẻ. Thành ra là nhà nước sẽ quản lý được cái mức thu nhập của mình. Nên là một tháng mình thì chỉ tầm như đấy thôi. Hôm bữa trước á, mình có hỏi mấy chị người Nhật làm chung á, tại vì mình thấy chị đi làm về sớm hơn hồi trước. Thì chị mới nói rằng là một tháng chị không được làm vượt quá 8 tháng 8. Vì là chị đang phụ thuộc cái bảo hiểm y tế của chồng á, có nghĩa là chồng đóng bảo hiểm y tế là đóng luôn cho chị, giống như mình là đang cũng đang phụ thuộc vào bảo hiểm y tế của chồng. Cho nên là nếu như mà mình làm vượt quá 103 man thì mình sẽ không được cái phụ thuộc vào cái bảo hiểm đó nữa, mà mình phải tự đóng. Và ngoài ra mình cũng phải đóng cái thuế gọi là thuế thu nhập á mọi người. Ở bên này mà mình làm một năm mà vượt quá 103 man á thì mình biết ha, mình không biết là cái thông tin này nó hiện tại bây giờ thì nó còn đúng không, nhưng mà hồi trước thì mình nghe người Nhật, một số cái người ở trên công ty của nhân sự của chồng mình nói là vượt quá 103 man thì phải đóng á, phải đóng thuế thu nhập á. Cho nên là mình cố gắng là mình không có làm vượt quá cái số giờ đó. Thì nếu như mà bạn nào mà đi làm á thì mình nhớ canh cái thời gian, ví dụ như mình canh từ tháng 1 đến tháng 10 mình cộng lại mà mình thấy nó gần đủ 100 man rồi á, thì mình cố gắng là cái mấy cái tháng sau á mình làm giảm, xin giảm giờ làm lại để khỏi phải đóng thuế thu nhập. Chứ nhiều khi vượt quá 100 man là mình phải đóng thuế thu nhập cao á, mà trong khi đó cũng đâu có tăng lên bao nhiêu đâu, nên là uổng á mọi người. Đây quýt, đây quýt ngọt lắm, ông này ông ăn quýt kinh hồn luôn á. Đây là cái trái lê ổi á mọi người. Thì cái lê này á là lúc nó còn sống là ăn nó giòn mà nó có mùi thơm giống như là trái ổi vậy đó. Còn lúc nó chín thì nó mềm, nó ngọt mà nó thơm. Thì cái này nó vẫn chưa chín lắm. Super ăn chua chua quá. Ừ, cái này ăn nhỏ ăn không? Có không? Goodbye. Thì mình hỏi mình mới biết là phụ nữ Nhật ở bên đây á, họ chọn làm thêm nhiều hơn là làm chính thức mọi người. Mình không nói những cái người mà làm nhân viên chính thức nha. Những cái mẹ bỉm như mình á, mình thấy là họ có thể làm nhân viên chính thức nhưng họ không thích làm hay sao á, tại vì là rất là bận, phải chăm con, cho con đến trường đi học rồi à đi làm rồi về nấu cơm tối nữa, rất vất vả. Vậy thì mình thấy là phụ nữ Nhật thì thu nhập cũng giống mình thôi,
Mình không biết là chồng của họ làm thì lương có cao, mình nghĩ là cao bởi vì là cái mức lương mà trả cho người Việt Nam mình sẽ thấp hơn là mức lương mà trả cho người Nhật. Nhưng mà nếu mà mình ở nhà biết là gọi là cũng chán á, cho nên là đi làm nó thoải mái. Mà cái lê là ăn giống ổi cho nên mọi người ăn nó sụt. Là mẹ biển ở bên đây cực lắm mọi người, tại vì mình không phải là mình có bà con họ hàng ở đây, cũng không phải là mình lấy chồng Nhật mà gọi là có ông bà nội ở bên này, nên là mỗi lần mà con bị bệnh á là có khi mình phải nghỉ làm cả một tuần trời luôn. Mà mình nghĩ như vậy á là mọi người biết không, là ảnh hưởng rất là xấu đến cái công việc của mình, bởi vì là người ta phải tìm người đã thế vô cái vị trí của mình. Ví dụ như cái quán của mình làm đi mà mình nghĩ như vậy á, cái này mà đông khách á còn thiếu người không, mà trang trầu phải đi làm thế cái vị trí của mình luôn mọi người. Mình làm ở cửa hàng công ty á thì có đông người thì không sao, nhưng mà hồi xưa mình làm thu ngân á thì trang trầu cũng khó chịu á. Cái gì đó kêu là vì mà nghĩ như vậy sẽ ảnh hưởng những người khác á, thì mình cũng biết là chẳng còn cách nào hết. Nhưng bây giờ con bệnh thì cũng ăn kem nữa, cũng không thể nào mà không muốn ăn nữa, không tự lột đi. Sao có nước vậy? Lên giúp bệnh là giúp mẹ rửa sạch đó. Rồi con lọt đi, con bắt đi. Mì bắt đè, con cứng đau. Trời ơi, không cho bắt mẹ bắt đi, con bắt cứng lắm. Ở bên này á, rau với trái cây mình thấy là mắc hơn thịt mọi người. Gọi là hôm hồi lâu á, mình ở Hiroshima thì có mấy cô người Nhật mới nói với mình rằng là ở bên này mà ăn trái cây ăn rau là gọi là đại xa xỉ. Nhưng mà mình thấy là nếu mà mình ăn theo mùa á mọi người, có nghĩa là mùa nào thức nấy, thì mình chuyên gia là như vậy, mình sẽ ăn theo mùa. Ví dụ như là đến mùa bắp cải rẻ thì mình chỉ ăn mỗi bắp cải thôi. Con chơi tàu đi. Con chơi tàu đi. Nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái quả hồng này. Thì cái quả hồng này là cái ruột nó là nó màu hơi nâu nâu. Cái hồng này nó đắt tiền hơn cái hồng dưới này mọi người. Cái trái hồng này nó bán lẻ là một trái là tới 158 yên. Còn hồng này nó bán chỉ có 100 yên một trái thôi. Tức là trái này là 30.000 tiền Việt Nam mình. Thì mình không thích ăn hồng giòn cho lắm, mà mình lại thích nó hơi chín chín, nó mềm mềm. Tại vì lúc nó giòn thì nó không có ngọt, mình lại cứ mê đồ ngọt. Đã mập mà cứ thích đồ ngọt mọi người. Dã man. Không biết là khi nào lăn đi luôn á. Đây nè, đây nè, mẹ đã lột đây cho con rồi nè. Ăn trái này là no luôn, phải ăn cơm luôn mọi người. Này, trái hồng. Ngọt mọi người. Tôi ăn nhà mình không ăn hồng, chỉ ăn quýt, nơ, táo rồi. Yeah. Rồi mình mê hồng lắm. Mình nói xin chào các bạn ơi. Lột nho cho anh ăn mọi người. Anh không ăn vỏ được.
Người lớn ăn vỏ xôi. Nói là người lớn ăn vỏ được. Người lớn ăn vỏ được xôi đấy. Thì tôi đây ăn đi, tôi đây có mời mọi người ăn không? Tôi đây mời mọi người ăn không? Rồi ăn trái hồng này mọi người. Nhìn cái ruột hồng của nó này. Nó hơi hơi màu nâu nâu đen. Ở bên trong nó gì là gọi là nó bắn mắt. Có loại hồng đen siêu mắt luôn. Ngọt quá trời. Bây giờ cho bằng dao đi. Ngồi im nào. Nhoi quá đi. Trẻ con ở bên đây á thường là được cho ra công viên chơi mọi người, chứ ở nhà cũng ít bạn đó. Còn giống như là con người Việt giống như là mình nè. Tôi đang ngồi im nào. Thì ngồi im cho mẹ nói chuyện chút mà. Thì nếu mà chúng cái khu mà người Việt ở nhiều thì nó đỡ, nhưng mà có bạn bè để chơi. Nhưng mà tôi đây, nhà mình ở khu này không có người Việt, cho nên là mình phải đi tìm bạn. Thì hồi trước á là mình đưa ảnh lên khám ở cái trung tâm phúc lợi á, là khám định kỳ á. Thì trên đó mới hỏi mình là có buồn không, thì mình nói là có. Cái họ giới thiệu cho mình một gia đình người Việt. Thì bạn là ngày mai mình sẽ đi cắm trại thịt nướng chung với bạn trên trung tâm phúc lợi á. Mới xin cái số điện thoại của mình và xin số điện thoại của bạn, nhưng mà hẹn nhau không mọi người. Họ gọi điện thoại họ hỏi mình là có rảnh không, không hỏi bạn là có rảnh không. Dạ con đóng hộ rồi á. Hai gia đình, hai mẹ bỉm lên đưa đưa hai đứa nhóc lên nữa. Dingo không có Dingo, hôm nay không có pháo. Cái từ đó thì đi là quen rồi, chơi thân tới giờ luôn. Còn một bạn nữa là quen qua Facebook, ngày mai mới gặp, cũng là một gia đình người Việt nữa. Mama Mizuku dasai. Mama Mizuku dasai. Đi kiếm bình nước rồi, cho bình nước là hết rồi. Mama Mizuku dasai. Không ngồi chát rồi. Cái bình nước đã hết rồi mà biểu, đi kiếm bình nước đi. Coi lau cái bình nước đi. Anh kêu là không nói trả lời gì hết. Trời ơi. Cái trái hồng ngọt quá. Mizuku-dasai. Không nói trả lời gì hết. Thôi. Mình nhớ mà hôm nay là giờ. Mỗi lần mà quay video là phá lắm mọi người. Không có cho quay à. Đúng rồi, khóa rồi, khóa chưa? Quậy nhảy rung bàn rung ghế. Ăn sẵn một nhà rồi chơi. Xíu nữa mới đi dọn. Ở bên này thích nhất là ăn trái cây. Mặc dù nó không phong phú như Việt Nam nhưng ăn không có sợ bị ngộ độc. Bây giờ gọi này ăn ngon rồi. Mizuku-dasai. Ngon ngủ luôn. Cực kỳ ngon. Mà nó mắc tiền quá mọi người. Ở Việt Nam mình là không biết có cái dạng lê ổi này không ta. Con đi công viên nha. Không biết đi công viên một lần. Mà lát đi siêu thị nha.
miễn thì con phi không có dịch mấy ông và chúng ta đâu. Thôi mày là thứ bảy nè. Không phải là thứ bảy, đi công viên rồi. Hôm nay trời sẽ rồi. Nhà có một anh thôi mà quậy banh nhà luôn mọi người. Nhiều khi mà mình với ba nó chịu không nổi luôn á. Mình sống ở bên đây cũng được gần 7 năm rồi. Nhưng mà ngày nào cũng phải gọi là học tiếng Nhật đó mọi người. Ngày nào mệt quá thì thôi, còn không thì cũng học vài từ gì á. Nhiều khi cho con đi học mình phải nói chuyện với lại giáo viên người Nhật á, mà cô thông báo về cái tình hình và tình trạng của con mình mà mình không biết á thì cũng cực. Rồi lúc mà mình đi làm thì khách hàng hỏi á, mình nói thiệt là cực nhất là cái lúc mà hỏi về cái sản phẩm mà tên của sản phẩm, nói thiệt là mình không biết luôn á mọi người. Bỏ dở cho con đi. Không, đây nè, đang có đây nè. Không biết là cái đó nó ở đâu luôn á. Ví dụ như một số thứ mà mình thường đi mua ăn uống hàng ngày thì mình biết, nhưng mà những cái thứ mà nào là nói chung là đồ thể thao rồi này kia đồ chịu, rồi mấy cái thuốc lá, thuốc đồ rồi mấy ống đầu lọc đi thuốc rồi, người ui hỏi cái gì mà mình không biết gì luôn á. Cái người ra cô cư dinh như mình mà đi làm thấy nhiều cái cực lắm. Đi làm mà gọi như là sắp xếp sản phẩm á thì mình cũng mấy bạn đi làm ở công trường thì có cực riêng của công trường, còn như những người làm như mình thì cũng có cái cực riêng. Mình cũng hỏi bơ thì nó thùng rất là nặng mà để lên bên cái kho ở trên cao là phải bắt cái thang mà bưng lên, ngày nào đi làm về cũng đau cái cuộc sống, hay là vào quán sushi ngày nào mà khách đông mọi người có nói là nguyên cả quán mà chạy thì gọi là chạy mà người này va vào người kia va vào người này, và cứ comment sai là xin lỗi xong rồi lại tiếp tục mà làm, cứ cúi lên cúi xuống tại vì cái tủ lạnh á nó ở phía dưới cái bàn mình làm á, cứ là cúi xuống lấy xong lại phải nhét lại để mà còn cái chỗ để mà lấy cái món khác ra. Trời ơi nó đau lưng, chứ không nói là ở nước ngoài sướng không có sướng đâu mọi người, ở đâu cũng vậy hết á, không làm thì không có ăn vậy thôi. Không có chuyện là gọi là ngồi mát mà ăn bát vàng đâu, làm mệt mờ mắt luôn á. Bây giờ cũng đã trễ rồi á mọi người, phải đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai. Thì hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha. Mẹ con nhà mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo nha. Mọi người ơi nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho hai mẹ con nhà mình nha. À đúng rồi, mọi người nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào từ kênh Uli Japan cuộc sống ở Nhật nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào, sayonara.